Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố danh sách 74 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong danh sách này, nhiều nhất là thành phố Hải Phòng với 6 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, bao gồm Ngọc Hải, Trân Châu, Bạch Long Vĩ, Vạn Hương, Quán Chánh, Mắt Rồng. Tiếp đến là Nghệ An với 5 khu neo đậu, Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn và Lạch Lò. Các địa phương ven biển khác có từ 1 đến 3 khu neo đậu đảm bảo an toàn. Bộ này yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển thông báo danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động trên phạm vi cả nước, cho tổ chức cá nhân liên quan và chủ tàu cá trên địa bàn quản lý theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh đối với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu tránh trú bão trong năm 2022.